cá chốt đó là cá chốt gì? Cá chốt cuộn. À, nó thịt nó ăn sao ta? Nó ngon lắm, nó béo. Mà nó nhớt hơn cá kia. À. Con cá này nó giống như con cá mình làm cảnh được hả? Hả? Cá này mình thả vô bể mình làm cảnh được không? Khó bắt lắm. Khó là khó bắt nhất hơn mấy cá chốt kia. Lý do là sao anh có thể? Tại nó nhớt dữ lắm. À, nó nhớt với ngạnh đó là nó ngạnh nó dữ hơn mấy cá kia. Nước cũng cạn lớn, nước rộng mà có nước lớn đi ăn chưa? Dạ.
mình gần ở đây. Tiếp theo nha, sẽ có một con cá bự khủng khoảng cỡ ký. Rất là anh Hiếu rất là thật thà luôn cô bác quý anh chị. Thôi đợi chừng nào mà anh Hiếu nổi lên đi thì ở đây thì tất cả đều không có cá ở đây đâu, nhưng mà đợi anh Hiếu gần nổi lên đi, tại Bùi Hồ quay hoài thì sẽ tốn thời gian cô bác quý anh chị xem. Con chào chú. Con nghe kể ở đấy này nè bác hai, sông Vàm Nao của mình nè là một cái con sông gọi là con sông tử thần, vì có nhiều truyền thuyết nó rất là ly kỳ. Bác hai có thể kể cho con nghe một cái câu chuyện nào mà nó liên quan đến con sông mình được không? Con sông Vàm Nao là nó chảy ở sông bên đây chảy qua, bên kia sông Hậu chảy xuống. Dạ. Hai đường nước giáp nhau mà sông bên đây thì nó mạnh hơn. Dạ. Nó mạnh hơn mà ở trên nó chảy xuống cái chặn. Bên đây thì đạp qua chút bên cái thủy đó nha. Dạ. Tiền sông Hậu nó giao nhau. Dạ. Anh Hiếu lên đây. Nhiều không anh? Thôi để em qua xuồng. Con cá câu biển luôn nè, con cá này lâu lắm mới thấy nè anh Hiếu. Ừ, cá này lâu lắm mới thấy nè. Khá là nhiều luôn á. Bác ai da. Dạ. Giác này không có tôm đợi. Chút giấy không. Câu biển bên kia vậy hả? À, cái con cá câu biển này thì thịt nó rất là ngon luôn. Anh mò có thường dính nó không? Dính hoài à. Ôi ôi, con cá rô biển nè. Bây giờ thì người ta nói con cá rô này nó cũng khá là hiếm thấy á bác hai. Đúng rồi, ít có thấy. Còn dùng chàm chim Tâm Long nữa. Ôi con cá đẹp quá. Mà thịt của nó thì rất là thơm, ít xương. Béo lắm. Dạ. Quá đã luôn. Ôi ôi, này cũng khoảng ký mấy anh hả? Trời ơi. Ôi, anh con cá rô này thì bắt nó khó không anh? Cũng khó lắm, tại vì nó nằm ở dưới nó lạng. Còn là nhiều khi mình gian nó tới đường cùng nó vô kẹt đồ bắt mới được đó. Thôi mình gượt nó hả? Gượt đó, dí đó là nào vô kẹt bắt mới được thôi. Nó mệt, nó chạy nó lạng dữ lắm. À lạng qua lạng lại khó bắt lắm. Mỗi một con nó có đặc tính khác nhau anh Hiếu hả? Khác hết. Dạ. Như tôm thì nó búng đi lui, cá này thì nó lạng. À hiện nay còn cá trắng này nó ở lừng rồi. Nó ở tầng giữa. Nó ở lừng, nó không có ở dưới đất mà không ạ. Tại sao mình bắt được nó? Dí nó nhiều khi nó ốp vô gốc cây rồi. À mình gượt nó, lặn gượt đua với nó. Chạy đua với nó. À, con cá rô này anh thì hiện nay anh có thường gặp nó không? Hồi Vũ Làng thì nhiều lắm, bây giờ nó rất là hiếm. Dạ. Chị Vũ Làng bắt ngày khi 1-2 kg, còn bây giờ là ngày 1-2 con. À. Con cá như thế này thì mình làm cái việc gì, ăn món gì ăn là ngon nhất anh? Đó là chiên tư làm mắm gừng là ngon nhất. Dạ. Anh có thể nói sơ về cái mùi vị của nó không? Mùi vị cá này thì nói chung là nó rất là thịt, nó rất là thơm, nó dạ. Không có xương. Dạ. Mà chiên tư đó là chấm nước mắm gừng là nó rất là ngon. Ừ. Ôi nhìn con cá đã luôn. Đã luôn, luôn anh à. Có trứng luôn. Thịt nó ngon hơn cá rô đồng. Ngon hơn cá gì bác hai? Cá rô đồng. Ngon hơn nữa. Anh có chia sẻ gì với mọi người không? Bữa nay là trúng luồng cá. Trúng luồng cá luôn hả? Bữa này mỗi bữa không có, tại bữa nay có anh em mình có duyên đi mới có. Quá lâu rồi, ai đâu lặn đây, mày sống lặn. Mày bữa ở tôi lặn cũng đâu có đâu, làm như là chuyến nào mình đi cũng hên. À, có em đó, có em nó hên á. Có Bùi Hồ này đi là chuyến nào cũng đạt. À, anh Hiếu có chia sẻ rằng là cái chỗ này á thì cá rất là ít. Mới không ngờ là lại dính nhiều vậy. Bây giờ về hay sao anh hả?
hay lặn nữa. Giờ mồi mà mình nhóc rồi nó muốn đi đó. Vô được rồi ha. Càng lớn rồi nó đi. Nước càng lớn rồi hết cá rồi. Rồi anh nghỉ ngơi đi. Rồi chào anh tất cả mọi người. Thì anh Hiếu, cái cuộc sống của anh Hiếu á thì phải nói là vô cùng khó khăn. Việc mà bắt như bác hai chia sẻ nè, là bắt cá trên sông làm nghề bà cậu này thì được đó thì hết đó, thấy đó thì cũng xong. Thì đôi khi là phải dính cá nhiều nhưng mà phải hỏi tiền. Họ hỏi tiền để mua lưới, hoặc là anh Hiếu thì bây giờ mua cái bình hơi cũng không có luôn. Anh Hiếu có một ước muốn này, anh sẽ ước muốn gì anh Hiếu? Thì bây giờ mình có tiền thì mua thêm cái bình hơi phụ. Dạ. Để lặn nó có hơi chứa để hồi này nó tắt ngang cái là đứt hơi lên nó mệt. Nếu như bình phụ. Dạ, nếu như một có một số người người ta muốn tận mắt chứng kiến thấy anh lặn ở trên sông thì sau đó coi như là một hình thức du lịch để nướng cá trên sông thì anh có chịu không? Ok. Đó là tại vì cũng có nhiều dịp bạn bè với dân làm việc á, người ta rủ đi mò vậy đó. Dạ. Đi theo cái vợ con rồi đi theo luôn cái đem tiếng ra lò nướng rồi nướng nhậu với đi chơi thành đà theo cái sông. Dạ. Là để bạn anh em ở xa lại ha. Chủ đó mình lặn kiếm một hai con tôm nữa kìa. Rồi ok. Bây giờ bắt tiếp tục đi hành trình của mình nha. Hôm qua thì anh Hiếu có chia sẻ rằng là anh bắt được một cái con cá nhất. Hôm qua bắt cá mì hôi chứ hai. Cá mì hôi. Bán làm tuốt rồi. Cá đó trăm mấy ký rồi tôi bán Mỹ 100 ngàn. Cá đó mắc lắm. Cá đó bạn hẹn nó bán 130, 140. Ờ, con chào bác hai. Chiếc ghe này nó theo bác hai bao nhiêu năm rồi? 90 năm rồi đó. 90 năm rồi. Khỏi cần đài máy hơn. Đi lại đằng đó đó cô bác với anh chị. May mắn là hai anh em là đi gặp được nhiều cá không ha. Đợt nào có bùi hồ đi là cũng có đạt tiêu chuẩn hết. Cái cây nước thì hổng là lặn không có gì chứ. Được hai ba con à. Dạ. Bữa nay làm như là mình có chiên với nhau. Cô bác với anh chị, anh Hiếu thì là một người coi như là nông dân chính hiệu ở miền Tây. Thì cái việc mà anh Hiếu tiếp xúc với mọi người á thì nói chuyện rất là thật thà. Và cái của anh á thì rất là hiếu khách luôn. Mọi người đến nhà với anh á thì làm một chút rượu đế cho anh, cũng không có một chút rượu đế khoảng 12.000. Là buổi chiều thì anh chia sẻ rằng là sau khi mà anh đi làm về á thì nó thường mệt mỏi hay ghim mình thì anh uống rượu rồi nó dễ ngủ. Còn cái công việc chính của hàng ngày từ sáng đến chiều thì anh tìm tất cả các công việc của anh làm. Nhưng mà đối với anh thì hiện nay cũng gặp khá là nhiều khó khăn trong cuộc sống. Vì anh còn một cái số nợ khoảng tầm 30 triệu hên ha. Cỡ 30-40. Dạ, là cái số nợ đó là lý do là sao mình lại có đó. Anh không có nhà ở chung với bà già á. Dạ. Giờ người ta bán cái nhà đó anh mới hỏi hốt hai chân hụi đó. Dạ. Là thiếu nợ hụi mua được cái nhà là sống mưu sinh đó, cái nhà mình ở đó. Cái nhà này là nhỏ bây giờ thấy anh ha. Cái nhà mình đang ở đó. Dạ. Là hốt hai chân hụi vô mua đó. Cái dạ. Là ở chung với bà già. Dạ. Nếu như mà mọi người được xem cái clip này của anh thì anh sẽ sẵn sàng hướng đi cùng với mọi người đi trên một cái chiếc xuồng lớn hơn. À. Cặp cái này hết ha. Cột vô cái cây này cô bác quý anh chị ha. Anh cột giùm em được không anh? Em tay em cầm máy. Đếm được một ngày là bao nhiêu chiếc thuyền đánh bắt cá không? Ở cái xóm này thì cũng mười mấy hai chục chiếc đi canh con nước như là ra thả. À, dạ. Rồi nước rộng đi vô, ra nước hừng lớn như đó là đi thả. Có một điều rất là lo lắng lúc nãy là nãy cái ghe cào chạy ngang đó. Thì họ kéo hình như là có điện ở dưới. Điện. Thì anh có cảm nhận được không? Có nhiều khi mình nghe cái tiếng máy ở dưới nó cũng có nghe tiếng máy. Tiếng máy nào chạy gần nghe hết. Dạ. Thì em kêu em nói họ đi xa có anh lặn. Cũng khá là lo lắng thiệt luôn. Phát tay đó, nếu mà biết ý đi theo lặn này gặp ghe cào phải phát tay nó đi ra sao. Chỉ có người lặn. Dạ em cũng có chỉ, em nói có người lặn ở dưới. Rồi bây giờ tiếp tục hành trình tiếp theo ha. Anh em may mắn lắm ở Hương á. Ừ không ngờ là được nhiêu cá rồi, mừng quá. Đây là cái con sông nha, chứ không phải là đôi khi mấy người nghĩ là một cái ao hay là cái đìa gì người ta để cá sẵn. Em là nghĩ anh gọng cá với sẵn á.
và tiếp tục hành trình anh Hiếu lần thứ ba lặn xuống sông anh cô bác quý chị. Nãy giờ đã cái gì anh? Cái gì vậy? Bơi bơi. Họ mò được cái lớp bơi luôn hả? Đem lên luôn hả? Mình có tôm. Mình coi có tôm trong đó không hả? Có không? Cá tôm. Anh ở dưới này sâu bao nhiêu mét anh Hiếu? Ở tầm 15 mét. Dạ. Nhiều không anh? Đợt này nhiều không? Đó là không có. Không có hả? Lặn lặn cũng như vậy. Dạ. Bốn con. Ồ, đây này, chỗ này. À có được rồi. Chỗ này nó ít hơn đúng không? Có nhiều mà, gần có chục con á. Ồ, cái ổng giọt. Gớt lớp bờ dưới luôn hả? Gớt luôn hả anh? Ôi ôi. Cái này là mình lặn mình thí nghiệm thôi mà cũng gần có chục con. Đổ nó ra. Ồ. Đợi ký mấy đó. Cái này gần 2 ký không anh? Nhiều lắm luôn á. Thành quả của anh Hiếu sáng nay tầm khoảng 1 tiếng hơn. Nhìn đã mắt quá à. Ôi dài hay sao? Anh Hiếu. Giờ làm mồi nhậu được. Dài nhá. Quá mồi rồi. Quá mồi rồi. Ui. Tôm này là tôm lột nè. Cái con này là con cá gô biển nè. Cầm gì không cũng khó khăn. Con cá gô này nó đâm nó không nhứt bằng cá chốt phải không? Cá gô đâm bình thường. À. Còn con này là con cá chốt. Đa số cá chốt là nhiều ha. Cá chốt này em thấy người ta nướng vẫn được ha. Nướng thịt nó nói chung là không có ngon, thịt nó bở. À. Nướng gã thịt chứ. À, cái này nó nấu chỉ là mình kho lạc, không phải nấu canh chua với kho mắm. Nghe nói là nấu canh chua lá me chua hả? Lá me cũng được phải không? Đó, nấu chua thì khẩu vị trái giác cũng được. Dạ. Không mấy lá giang. Ờ. Mà lá giang này mình thì hiếm. Ồ. Nó có kêu, nghe tiếng kêu nó nè. Có. Xuống nước nó kêu ok. Dạ. Mỗi lần nhà gì biết ngày đó ha. Thôi giờ về thôi mấy anh em về thôi. Cũng anh Hiếu nói cũng nhiều đó cũng nhiều lắm rồi á. Ở dưới này nó vẫn có gốc cây hả anh Hiếu?